Chào mừng các bạn đã trở lại với Học viện Esports, kênh thông tin giải trí dành cho các game Esports tại thị trường Việt Nam hiện nay. Các bạn đang theo dõi chương trình Cẩm Nang Dota truyền kỳ được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Và rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cẩm Nang Dota truyền kỳ ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai vị khách mời đặc biệt. Họ là ai, tại sao lại có mặt trong chương trình ngày hôm nay? Thì bây giờ Thảo cùng với các bạn sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trong chương trình lần này chúng ta sẽ gặp gỡ anh Dương Vi Khoa và anh Châu. Hai anh có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Anh tên là Khoa, nickname là Kili. Cũng có chơi Dota truyền kỳ được khoảng một tháng nay. Mình là Châu, nhất là presenter. Dạ, thì anh Vi Khoa đây là quản lý của team Dota 2 Ace Gaming. Còn anh Châu là một cô su Dota truyền kỳ hiện đang chơi tại server 1. Vâng, chúng ta sẽ cùng hai anh ở đây chia sẻ và tìm hiểu những bí quyết chơi game Dota truyền kỳ từ game mobile số 1 châu Á. Hai anh có thể chia sẻ cho em và mọi người ở đây cùng biết là anh đến với Dota truyền kỳ như thế nào không ạ? Anh thì lần đó anh đưa đội Asian Minh sang thi đấu ở Singapore. Lúc về ngồi sân bay đợi không biết làm gì cả. Tôi lấy điện thoại ra ngồi online xong thấy có game này, thấy hay, ngồi ra chơi thử xem đi. Còn anh ạ? Mình thì biết trên quảng cáo thôi. Dạ. Tham gia Dota truyền kỳ từ khá sớm và cũng là hai trong những game thủ đứng top 1 của server 1. Em đang rất tò mò về đội hình và số tướng của hai anh. Anh có thể show cho em và mọi người ở đây cùng biết được không ạ? Cái đó thì dễ thôi. Tụi anh thì anh cho mọi người xem cái này. Của Châu thì chắc cũng phải lấy ra điện thoại để cho mọi người xem. Thì thực ra là tướng trên arena thì nó khác, một tướng đi viễn chinh thì khác, một tướng đi cướp mỏ cũng khác nữa. Đó, tại ra là chơi cái này mỗi đội hình nó có khác nhau, mà tướng công tướng thủ cũng khác nhau. Dạ. Thì có thể anh show ra cái những cái tướng mà tụi anh đang có thôi. Dạ. Còn đội hình như thế nào thì cái đó phải giữ bí mật tí. Dạ. Là một game thủ hardcore đồng thời cũng là người có kinh nghiệm lâu năm trong việc trải nghiệm những tựa game esports như Dota, Battlefield. Lý do khiến anh chọn chơi Dota truyền kỳ, một thể loại game giải trí di động thế hệ mới là gì ạ? Thực ra thì với game này như anh nói, anh đến với nó rất là tình cờ. Tại vì anh đến nó cũng là vì cái tên là cái Dota truyền kỳ, có những cái hero mà anh cảm thấy là quen thuộc. Còn anh chơi nó thì vì anh có thể chơi nó được mọi lúc mọi nơi, nhiều lúc mình chơi rất là thoải mái và thư giãn, nó cũng có phần đấu trí trong đó chứ không phải là không. Thì đó là một cái, anh thấy nó là một cái thử thách. Yeah. Với anh thì cứ game esports mà anh có thể chơi được là anh chơi. Cho em được hỏi anh một xíu kinh nghiệm đi viễn chinh, là theo hai anh thì đi viễn chinh thì đội hình nào là phù hợp nhất ạ? Đội hình có những cái chiêu mà khống chế tướng địch và phá chiêu tướng địch thì sẽ đi phù hợp nhất, hạn như là Salo, Win, Ana, Sekiro và Akasa. Thì trong đội hình mình chắc chắn cần phải có em trai bước mà cần phải đồng đội để qua mặt. Thì với anh thì anh kinh nghiệm chơi một thời gian qua thì anh rút ra một cái kinh nghiệm là dùng thời gian dùng trong khoảng level 4x là chưa tướng, gọi là tướng chưa lên tím á, thì nếu thuê được Abaddon là tốt nhất, còn không thì nên có 2-3 con tăng đi đầu để dành, tại vì thường thì nó sẽ chết qua khoảng vài cửa sẽ chết, tại vì lúc đầu thì khá là khó. Nhưng nếu thuê được Abaddon mà thường thì một vui thường có một con Abaddon thuê được thì qua rất là dễ dàng. Enchant là con chắc chắn là sẽ phải có, con không thể thiếu được trong bất kỳ đội hình nào, đi từ 4x5x6x7 thì đều phải có để bơm máu. Rồi tiếp theo nữa Azalo thì anh nghĩ là con đó thì gần như chắc ai cũng có thể có được, và nên có con đó trong đội hình, tại vì nếu mà đội hình đi qua vị trình nhanh đó, thì phải dùng đội hình đam phép là chính, mà đam phép thì bắt buộc Azalo để quốc đam phép. Với lại cái chiêu thứ hai của nó ở tên hai là chiêu gây bùn, nó sẽ giảm bớt cái sát thương cho thanh của mình. Rồi có được Sekiro thì tốt, không có Sekiro có thể dùng ví dụ Silencer nè, Medusa nè, Lion nè, tức là những con có skill stun hoặc là toàn bộ đội hình đối phương đó. Hoặc ví dụ như một con mà mọi người nói là ít dùng nhưng mà thấy là con tăng là Rival, con đấy thì nếu mà đi chung với Dazzle thì cũng có thể qua cửa được khá là tốt, thì con Dazzle nó búp lên con kia nó anti, xong sau đó là chan bơm máu lên là để giúp đỡ được một phần.
rồi ít nhất hai con đúc đam, hai con đam phép mạnh trong đội hình. Ngay ví dụ như Zeus là con ít người chơi, nhưng mà nếu Zeus mà cày lên được 3 sao ấy, mạnh không kém. Akasa là ba sao từ đầu rồi. Win là một con nếu mà có được thì chắc chắn là nên cho vào đội hình. Tại vì con Win nó không những là đam phép toàn bộ đối phương mà nó còn cắt skill của đối phương nữa. Một con không nên cho vào viễn chinh lắm mà con Luna. Con Luna thì có thể đi arena tốt nhưng em thấy đi viễn chinh dễ coi như là làm cho đối phương ra phép trước mình, tại vì nó đánh lan thì lại bên kia dễ tăng mana nhanh hơn mình. Mà thường cái anti con Luna thì nó không clear toàn bộ lên đối phương, nó không có thể con này chết con kia còn lại cũng là ra skill mình có thể mất 1-2 tướng, nó lãng phí. Nếu có một lời khuyên cho người chơi Dota truyền kỳ về cách chọn tướng để thuận lợi cho một số hoạt động còn lại như là chiến dịch hoặc arena thì theo anh thì anh có lời khuyên nào không ạ? Cái đó thì muốn khuyên tại vì cái arena nó thay đổi đội hình mỗi nhà, thành ra nhiều khi một cái đội hình mình không có thể nào mà thủ liên tục nhiều ngày thì cái đó là khuyên của những người nằm trong top 5. Yeah. Top 5 cạnh tranh rất là khốc liệt. Top 5 và top 10 là đánh nhau hàng ngày. Còn ví dụ như nếu mà ở top khoảng 20 trở xuống thì sẽ cũng có đánh nhau nhiều nhưng mà ít hơn. Còn những bạn khoảng dưới top từ 50 đến khoảng 100 á là cái đó gọi là cái ngưỡng an toàn, cái ngưỡng tương đối an toàn. Mà nếu bạn nhảy lên tới phần đó thì thường từ 51 cho tới 9 cho tới 100 là như nhau. Yeah. Nằm đâu trong khoảng đó cũng được. Yeah. Thường những người trong đó thì ngang nhau, thành ra bạn có đội mạnh nhất bạn cứ đưa vào đép cả tuần cũng không sao cả. Yeah. Thì với kinh nghiệm của anh thì thường mọi người cũng canh khoảng 8:55, 8:57, 8:59 là nhảy vào đánh arena để mà cướp. Nhưng mà nếu mà lúc đó hay nhanh khuyên thì cướp chỉ nên cướp cướp hạng, thứ hạng thì chỉ nên nhắm vào cái thứ hạng, ví dụ như cái mốc từ 21 tới 30 đi thì mình nên lấy 30 hoặc là lấy 28, 27, đừng lấy 21, 22, cũng không khác gì hết đó, mà dễ bị đánh hơn. Ừ. Và thường 21-22 sẽ mạnh hơn 28-29. Dạ. Cái đó là lời khuyên nhìn cho top 100 vậy. Không, em kể cả dưới top 100 thì thường đó, như anh nói các bạn đánh lấy thứ hạng, ví dụ trăm từ thứ hạng từ ví dụ từ 1 tới 100 đi, à từ 101 tới 200 đi, nó không khác gì nhau hết. Thì bạn lấy khoảng 180-190 là an toàn, người không ai ngó ngàng gì bạn ở khu vực đó cả. Ừ. Thì bạn lấy vào khoảng 8:55 chắc chắn bạn nằm đó cho tới qua 9 giờ luôn, không được gì mà phải dành nhau cái vấn đề đó. Đó là cái kinh nghiệm của anh để mà những bạn mà mới chơi đội hình không quá mạnh có thể giữ được ở những cái thứ hạng mà mình mong muốn. Tất nhiên với ví dụ với lực của bạn như đây, bạn không thể đòi vượt lên top 100 hoặc top 50 được. Yeah. Thì bạn phải cố gắng giữ vị trí đang có của mình. Dạ. Cho em biết lý do tại sao không ạ? Nhất là nó tương đối đẹp. Thứ hai nữa là anh chơi đánh Dota 2 thì đánh con Win khá là nhiều. Thứ ba thì thật sự là trong Dota truyền kỳ thì con Win rất là có ích. Kể cả trong đội hình arena cũng một phần nào đấy là nó là một tướng tốt trong arena. Đi viễn chinh mà có nó thì là cực kỳ tốt. Còn kể cả đi thực ra thì nếu mà đi làm nhiệm vụ phó bản các thứ thì đánh boss cui thì hơi khó. Con Win không đánh boss cui được nhiều. Nhưng mà đi mấy cái phó bản thì có thì sẽ tốt. Vào những tình hình những hero hiện nay thì con Win là một tướng gọi là được sử dụng trong khá là nhiều đội hình. Dạ thì con Win nó có khắc không nào không anh? Thực ra thì cũng nhiều. Ví dụ Win mà gặp kiểu như Silencer thì đứng nhìn tới cả buổi cũng ra rồi anti cũng mệt. Nhưng mà rõ ràng con Win đánh trong đa số các đội hình đánh, kể cả đánh arena thì có những pha gọi là cũng nguy dung thấy. Anh có làm một số cái clip để trên YouTube là cái top 5 của Dota truyền kỳ và tuần thì cứ thu vào những tìm được những clip nào của những cái combat mà các bạn chia sẻ lên trên thế giới. Yeah. hay thì thu lại. Thì có cái pha con Win chỉ còn có tí máu mà bên kia còn hai con mình đã giết hai, nó có thể nói là gần như chỉ còn có một giọt máu
máu em không thấy, em không thể hiện lên luôn đó. Nhưng mà nó có thể giết hai được. Dạ, thì còn con của anh ạ? Con em trai của anh thì nó là con giúp anh đi đi ải biển trên 15 dinh 15 mỗi ngày. Ở gì luôn? Với lại từ cái map chắc 11 trở lên á. Dạ. Thì có phải có em trai được đội hình để mình đi qua cái map có đủ số lượng tướng vẫn còn sống hết thì mình mới được qua sao. Dạ. Và là anh thích cái con đó, lại cái thiết kế cái nhân vật đó nhìn nó dễ thương. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ thì em cũng là cũng mới tập chơi thôi hà, level thì cũng mới có được 44 thôi, nhưng mà em có một số câu hỏi cho mấy anh nè. Hồi nãy em nói là hình như em có nghe nói là Garena là đội hình khác, Vĩnh Chinh đội hình khác, thì cho em hỏi Hồng Ngọc là đội hình nào để cho nó khỏi cướp kim cương của mình hả anh? Hồng Ngọc thì thường là đội hình tùy theo số lượng hầm mình khai thác, thì cái hầm mình luôn luôn phải là đội hình mạnh nhất. Thì đội hình 1 là cái đội hình mà mình sắp trên cái arena, còn những cái đội hình còn lại thì mình sắp sao cho nó phù hợp nhất thôi, chứ đừng có. Với lại phân bổ cái lượt chiến đều ra nếu mà khai thác cái lọ lõi, còn nếu mà khai thác tiền thì sao cũng được. Thì thật ra thì nếu mà em muốn không bị cướp á, thì cách tốt nhất á, là em kiếm những người cùng level với em, hoặc chỉ tranh nhau một hai level thôi nha, đừng tranh nhiều hơn, chỉ trong cùng một level hoặc tranh nhau một hai level thôi, rủ nhau cùng đép với đội hình mạnh nhất, và tốt nhất là đép ba người dùng cùng một mỏ. Thì những người có thể cướp được cái mỏ của em là những người cũng level cũng sắp xỉ như vậy, không có level cao hơn nhiều đâu, thường là cũng sắp xỉ ngang như vậy luôn. Thì khi họ vào cướp thì họ muốn đánh được cả ba mỏ cùng lúc đó, họ sẽ tốn rất nhiều quân, tại vì những đội đép sẽ có sẵn búp sẵn mana. Thường như hai đội được chiến bằng nhau thì đội mà hai đội giống nhau luôn thì đội đép lúc nào cũng thắng hết á, tại vì có sẵn mana, đội kia không có, trừ khi nó khắc chế hoặc nó hơn level nhiều quá, nó hơn lực chiến nhiều gì đó không nói. Thì tốt nhất là em phải rủ người đép chung, thì chắc chắn những người thủ chung hầm thì sẽ không bị cướp. Ví dụ như bên anh ba đứa tụi anh vô buổi tối, nói chung hàng ngày tụi anh tính giờ có giờ vô thủ mỏ chung á, ngay cả top server, top 1 server vô muốn cướp của tụi anh tốn 10 cái bánh mì chưa chắc cướp được. Tức là chết hết 5 đội hình, ổng full tướng chết hết 5 đội hình, tới đội hình thứ 6 may ra mới cướp được. Tại vì đội hình của anh cũng không yếu. Thực ra thì tại vì các đội hình cho cướp được đội hình ngang ngang nhau mà nó sắp xếp như vậy, chứ không có giờ có dụ như có ông 70 nhảy xuống cướp ông 40. Gần như không có. Nhưng có một cái này anh nhắc luôn ví dụ các bạn ở đây nữa. Tại vì có nhiều bạn không biết, có nhiều bạn đội hình mình yếu, xong thấy có một người mời, xong thấy đội hình người ta mạnh, cái mình nhảy vô, mình nghĩ là mình nhảy vô mình thủ chung cái là mình được bảo kê. Cái đó là sai hoàn toàn. Cái đó nhảy vô chung là mời cướp vô nhà, vô cướp luôn hai thằng chắc chắn luôn. Tại vì đội hình, một đội hình rất là yếu, một đội hình mạnh, thì kia sẽ vào đánh đội hình yếu trước, full mana ra dưới một đội hình mạnh. Và thường á, nó sẽ cướp cái người đi cướp sẽ, cái lực chiến nó sẽ tương đương gần như sắp xỉ với người đội hình mạnh. Tại cái người đội hình yếu vô chả có tác dụng gì hết, mà còn giống kiểu mời cướp trong nhà, anh vô đây em giúp anh tay, anh sang cướp bạn luôn. Đó, thì thành ra trong vui Ice Quan á, tụi anh đưa ra một cái luật luôn. Là những người nào mà muốn vào đép chung mỏ á, thì phải nhìn trước đội hình trước của người ta là như thế nào. Mình đưa đội hình tương đương vào. Cái ai mà đưa đội hình yếu hơn vào mà để cho cái mỏ nó bị cướp đó, nhiều lần đó. Tức là một hai lần thì cảnh cáo, hai ba lần là đuổi ra khỏi vui luôn. Làm vậy là cố tình phá. Mình đã bị cướp được, mình còn phá cái thằng kia bị cướp chung mình nữa thì không được. Nhưng thường nó thật ra nếu mà đép 4 mỏ, thường nếu mà viết 5 giờ lên đúng không, đào 4 mỏ cùng lúc á, thì chắc chắn 2 mỏ dưới sẽ bị cướp. Người ta phải chấp nhận. Chỉ cố gắng bảo vệ 2 mỏ trên thôi. 2 mỏ đầu tiên thì thường mỗi người sẽ có khoảng 10 con tướng, 10 con tướng mạnh. Còn như tới cỡ như top server khoảng chừng 20 con tướng mạnh thì không có. Còn mỗi người chỉ 10 tướng mạnh, cố gắng đép được 2 mỏ, còn mấy mỏ dưới thì thả cướp thì mình đi cướp lại đó. Cái đó anh nói thiệt là không ai có thể thủ được cả 4 mỏ đâu. Dạ, thì cái này cũng là một câu hỏi cá nhân của em thôi. Thì cái đội hình của em như vậy nè, cái lực chiến là 9.953, nhưng mà đây ví dụ như là cái lực chiến của các bạn này ở hạng này đi, lực chiến này là 9.535, mà nhiều khi em cũng
thua những cái lực chiến nó thấp hơn mình rất là nhiều luôn. Em không biết là cái đội hình của em nó có cái vấn đề gì. Thực ra đội hình này của em cũng tương đối mạnh á, chứ không phải là không, nhưng mà chỉ cần điều chỉnh lại một chút xíu thôi. Ví dụ như với đội hình này, em nghĩ là bỏ xe ra đều macro tăng là đủ rồi, kiếm thêm một con đam mà thậm chí kể cho em bơm máu mà cũng tốt. Nhưng mà nếu em có thể con tinker con lina em cho lên 2 sao được, 3 sao được, con đưa đi được này, xe mạnh khá là nhiều. Hay cho lao đi, cho lao đi được mình cũng hợp lắm. Bang này là ngon rồi đúng không? Bang này tới level 4x là rất là ngon rồi. Nhưng mà đưa AC vô thì không có tác dụng. Hay đưa Tinker vô hoặc Lina vô hay nó có phải stun, có đam AOE rồi. Tại vì em thấy con AC cũng rất là mạnh, tại vì em thấy là nó chịu đam cũng mạnh mà nó. Nhưng mà ở level này con AC đưa vô thì đúng là mạnh thật, thì nhưng mà AC với Necro đi chung thì nó không có tốc làm gì cho nhau lắm. Thì thà ví dụ em đưa AC vô em có được đắc dồn, mà đây không có đắc dồn, có đắc dồn đưa vô thì nó vẫn tốt hơn. Mà em cần thêm một con đam nữa, tại vì con Kassack ở level này đam thấp lắm. Có con Akasa thì tương đối được, con Melissa ở level này nó cũng chỉ là dùng cái kỹ năng khống chế của nó là chính, chứ không phải là kỹ năng cái đam của nó chưa có lớn. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ tốt nhất là cho tinker đam tương đối lớn, tinker mà em cày lên khoảng 2 sao, 3 sao. Ở level này thì chắc khoảng 2 sao đủ đấy. Một lên được 3 sao thì chắc chắn đội hình này em ít nhất cũng phải leo lên khoảng chừng 1.000 tới hàng nữa. Đó. Tại vì mà tinker thì hơi khó khăn đá hồn tí xíu. Thì chủ yếu là mở rương 10.000. Thì mỗi ngày cày tiền xong thì khó mở để một ít tiền đó. Ở level này tụi em còn tiền nó ít. Nhưng mà cũng mỗi ngày nên mở ít nhất là 10 rương vàng, ít nhất một lần hoặc hai lần cái rương 90.000. Để mình có thể có đá hồn, có đá hồn, có đồ để ấp. Nhiều khi tụi em đi cày đồ không nhiều bằng mở trong đó ra. Đồ ngon rồi. Đồ xanh level này thì đồ xanh là quá ngon rồi. Thì nhưng mà theo như lời khuyên của anh thì nếu em đang chơi Super 3 mà giờ này mới level 4 thì hơi chậm. Thứ nhất mà anh thấy là có thể em mua thịt nữa. Không biết tiền em lên tới VIP 7 không biết tiền của em đi đâu hết à. Nếu mà chơi, thực ra nếu mà có người hướng dẫn mà VIP 7 thì vô nó sẽ lên. Thì tới lúc mà em VIP 7 thì lúc đó em cũng còn gà, cũng chưa có biết gì nữa nè. Em thấy cái gì mua là em mua láo trời. Thì anh có lời khuyên như thế này cho mọi người, như là mọi người xác định như chơi game này đi. Mình có thể chơi, nếu mà xác định chơi miễn phí thì đừng có đua đòi, đua top. Tại vì chắc chắn là game nào cũng thế thôi. Không có chuyện mà chơi miễn phí mà nhảy lên được top so với ông nạp tiền. Đúng. Còn nếu mà có xác định nạp tiền thì nạp bao nhiêu? Nhưng mà xác định mình nạp vào game này khoảng mấy trăm ngàn, chuyện hay chuyện của tùy theo mỗi người, tùy theo mỗi người. Thì các bạn nên nạp luôn một lần. Đừng có nạp mỗi lần 20-30 ngàn rất là lắc nhắc. Ủa sao vậy anh? Tại vì như này em nạp luôn một lần thì em ngoài cái chuyện quyền lợi VIP của em á. Ra em được hưởng rất là nhiều thứ ngay từ đầu luôn, tức là em mạnh sẵn ngay từ đầu, em quay tướng mạnh ra ngay từ đầu luôn. Em có tướng mạnh ngay từ đầu, em không phải chơi lại. Em không phải chờ mấy con tướng yếu yếu lên xong ngồi cày lại con tướng kia lên, vừa tốn tiền vừa mất thời gian nè. Không lại không giữ được cái thứ hạng tốt của mình. Tại vì ở đây khi mà thứ hạng Arena hàng ngày mà em giữ được tốt rồi, kể cả em đi viễn chinh tốt rồi, nói chung là khi mà em mạnh ngay từ đầu á, em giữ được đều thì hàng ngày cái số tiền kim cương cái thứ này em kiếm lại được á. Có thể sau này không phải nạp tiền. Tức là nếu em hài lòng với cái khoản thứ hạng đó, em không sao lại không phải nạp tiền. Và em vẫn giữ được thứ hạng đó đều đều. Còn như mỗi ngày em nạp một chút, mỗi ngày em nạp một chút thì người ta đã vượt qua em rất là nhanh mà. Ví dụ như giờ nếu em chơi lại server mới chẳng hạn, ví dụ như trong tuần này có mở ra server mới, em canh ngày đó, em nạp vô đúng ngày đó tiền. Và em cày một cái khúc đầu ngày đầu chỉ có cày level, tức là mua thịt đó. Thật ra cày level đây là mua thịt thôi. Mua thịt ở đây chỉ khoảng em mua tới khoảng 5 đến 6 lần, 5 lần tức là đến khoảng 200 kim cương, tức là em không nạp nhiều. Nếu mấy ông nạp nhiều tiền thì cày đến 400 kim cương, tức là làm sao trong khoảng 3 đến 4 ngày đầu tiên em lên level càng cao càng tốt. Và mở tướng, chịu khó mở tướng khoảng 2 đến 3 lần, tại vì thời gian đầu mình mua mình có khuyến mãi mà đúng không? Khuyến mãi gấp đôi lên kim cương khá là nhiều. Với lại em nhảy thứ hạng lên nữa, em nhảy từ Arena
khi mà em mạnh á, em ví dụ như em đang level ở đây, em đang thứ hạng khoảng 3.000 đi, em lên khoảng 1.000 em được cả ngàn kim cương, cả mấy trăm cương, cả ngàn kim cương. Nhưng em lên tới hạng 100 em được, nói chung nhảy từ 3.000 mấy lên tới khoảng chừng top 100 lên cũng được cả mấy ngàn kim cương, đủ quay ra thêm mớ tướng. Đó thì khi có tướng mạnh ngay từ đầu luôn, ngay trong ngày đầu tiên cố gắng chỉ quay tướng lần, không cần phải quay nhiều. Sau này không quay nữa, sau này quay nữa không có thí dụ như hên hên đi đâu, đi Nguyễn Chinh đi đâu gặp tướng rớt ra tướng thì tốt cho mình thôi, không nên quay thêm nữa. Rồi với đội hình đó mình sắp xếp mình đi, và mình xác định từ đầu mình nuôi những con nào mình cày đá hồn những con đó thôi. Đừng có mỗi con cày chút ra, nó rất là lẻ tẻ, rất là lắc nhắc. Mà cày ra như vậy sẽ tướng nó không mạnh. Tướng đây muốn mạnh ngay cái con vuông ca, cái vuông ca mà em nâng lên 4 sao rất là mạnh. Một sao chắc chắn là không thể mạnh, 4 sao nó cũng rất là mạnh, chứ không phải là không. Kể cả đôi anh thấy đội hình thi đấu thế giới cũng có những con như Lina, Kulka, Rila, những con mà tướng cơ bản ban đầu vẫn được chọn ra để thi đấu, chứ không phải là không. Mỗi con như nói trong đây, mỗi con tướng này có tác dụng riêng hết, con nào nhiều sao hơn nó mạnh hơn. Thật ra là ví dụ như ở đây em chơi, em lấy kinh nghiệm, em muốn chơi thật sự, muốn trải nghiệm lại thì chờ server mới ra em chơi lại từ đầu, chứ không nhất thiết là ví dụ như ở đây mình nằm ở đây suốt đời thì không bao giờ em lên nổi luôn. Tại server này em đang chơi server 3 mà giờ này mới level 44 thì anh không biết, trừ khi em nạp lên VIP 15 thì em đua lên được top, chứ còn ở đây thì mãi mãi không bao giờ lên nổi. Thì cách tốt nhất là chơi lại server mới có gì đâu. Ở đây mình đâu đã mất gì nhiều đâu, mình có thể mình coi như mình có kinh nghiệm. Chờ lại, ví dụ như anh như anh nói, nếu mà anh chờ lại thì hiện giờ anh không đang nằm trong top mười mấy mà có thể nằm trong top 4, top 5. Mà giờ chắc anh cũng không chơi lại không anh? Có thể anh sẽ chơi lại vào khoảng server mười mấy, thì bên đây anh đang có bạn rồi, chơi để từ từ ra khoảng chục con tướng mới nữa anh chơi lại. Thì bên đây anh đang mười mấy thì cũng happy, không vấn đề gì cả. Mà game mình ra quá nhiều server vậy có sao mà? Anh thấy nó không ảnh hưởng. Thực ra bên Hero Chat anh cũng có chơi thử, nó game tương tự như thế này thì anh chơi server tới năm mấy sáu mấy đâu vấn đề gì đâu, nó chả nữ gì nhau. Tại vì em thấy mấy bạn trên mạng kêu là cái game đại loại như vậy mà server nước ngoài người ta chỉ có 1, 2, 3 server là cùng. Người ta sai lầm. Game này ví dụ như bên Hero Chat có khoảng cả trăm server, còn trong khi bên Trung Quốc cái này nghĩ chắc phải 300-400 server. Thì cũng đã hết thời lượng của chương trình rồi. Em thay mặt cho chương trình xin chân thành cảm ơn hai anh về những phân tích và chia sẻ của các anh về các tướng và những cái kinh nghiệm của các anh trong game Dota truyền kỳ. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Dota truyền kỳ tại Học viện Esports, được phát sóng định kỳ vào 8 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Và xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người. Chào.